Thưa quý vị, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội Quán Thế Âm tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, ngoài việc ngăn chặn tình trạng ăn xin biến tướng, ban tổ chức lễ hội đã yêu cầu ban an ninh trật tự tăng cường lực lượng kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Để nắm chắc tình hình an ninh trật tự trong những ngày này, Công an thành phố đã đặt trung tâm chỉ huy tiền phương ngay tại khu vực diễn ra lễ hội, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, thành lập 11 tổ công tác với hơn 200 cán bộ chiến sĩ, phối hợp cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an phường Hòa Hải tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra một cách trang nghiêm, an toàn cho khách thập phương và người dân tham gia lễ hội. Cái việc mà ăn xin biến tướng cũng như những hoạt động nó ảnh hưởng đến tính văn minh của lễ hội thì đặc biệt là ban tổ chức cũng như là tiểu ban rất là quan tâm để mà xử lý từ sớm từ xa, làm sao đó thì để bảo đảm được cái tiêu chí 5-0 văn minh của lễ hội là không có trộm cướp, không có lang thang xin ăn biến tướng, không có xả rác vi phạm về vệ sinh môi trường, không có hoạt động phóng sinh mê tín dị đoan. Thì phải nói là cái việc đó là ban tổ chức cũng như là các lực lượng giúp việc cho ban tổ chức rất là quan tâm trong lễ hội lần này. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày đầu khai mạc lễ hội, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực rất thông thoáng. Các ngã đường và khu vực trung tâm được phân luồng từ xa, chốt chặn không cho phương tiện vào, nên trong khuôn viên rất thông thoáng, không có cảnh ăn xin biến tướng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì tại một số điểm gửi xe vẫn còn tình trạng thu tiền giá giữ xe của các hộ dân ven đường, cao gấp 2 lần theo giá quy định được niêm yết. Năm nay thì tôi thấy là lễ hội Quán Thế Âm ở quận Ngũ Hành Sơn tổ chức rất là tốt, mà quy mô hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc mà bảng giá của giữ xe ở đây thì có hơi cao hơn so với bình thường. Bình thường thì 5.000, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi gửi xe ở đây thì 10.000. Để lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra an toàn, văn minh theo tiêu chí đặt ra của ban tổ chức, thiết nghĩ tiểu ban an ninh trật tự cần tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lễ hội năm nay diễn ra thành công tốt đẹp.